kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Ba Tây vào ngày 17 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Thời đại nào cũng có đấng cứu thế. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển tám. xin chào mừng quý vị đã đến dự phiên họp quốc tế này qua hồng danh thượng đế tôi sẽ kể cho quý vị một vài câu chuyện để hồi tưởng đến thượng đế và để biết thượng đế là gì thượng đế không là một người nào cả thượng đế không là một cái gì hết nhưng khi ngài muốn trở thành một người nào đó ngài có thể là người đó khi ngài muốn trở thành một cái gì để chúng ta biết được sự hiện hữu của ngài ngài có thể làm như vậy cho nên đôi khi ngài tự hiện ra một con người để giúp chúng ta khám phá ra bí ẩn của cuộc đời, để giải thoát chúng ta ra khỏi sự ràng buộc và khổ đau. Hai ngàn năm trước đây, ngài thể hiện qua hình dáng của một người nam là Đức Giêsu ở thành Nazareth. Hai ngàn sáu trăm năm về trước, ngài thể hiện qua thân thể của một người tại Ấn Độ. Người đó là Phật thích Ca Mâu ni. Thích Ca Mâu ni là tên gọi và Phật là chức vị của ngài. Cũng như Giêsu là tên gọi và Chúa là chức vị của Ngài, cũng như Paul là tên gọi và Thánh là chức vị của Ngài. Chúng ta có Thánh Polo, Thánh Hô-xê. Thánh là chức vị của một người đã đạt được đẳng cấp thánh nhân. Tương tự như thế, khi quý vị đậu bằng bác sĩ y khoa, mọi người gọi quý vị là bác sĩ này, bác sĩ nọ. Cho nên hàng trăm, hàng ngàn năm về trước, thượng đế đã thể hiện qua nhiều thân thể khác nhau đàn ông và đàn bà, dưới những tên tuổi như Lão Tử tại Trung Hoa, Socrates, Plato, Krishna, vân vân, tại Hy Lạp, tại Ấn Độ và tại nhiều nước khác. Vì thượng đế thị hiện qua những vị này, những chúng sanh này nên họ rất là vĩ đại, không phải là những người tầm thường, họ là những siêu nhân và bởi vì chúng ta biết họ là những bậc siêu nhân, hàng trăm ngàn năm sau chúng ta vẫn còn tôn thờ họ. Từ xưa đến nay, Thượng đế vẫn tiếp tục thị hiện trở đi trở lại qua những hình dáng thân thể khác nhau để dạy dỗ, hướng dẫn và giải thoát nhân loại, con cái của ngài. Trong nhiều kinh sách, chúng ta được báo trước về sự tái sanh của người này, người kia, như lần tái sanh của chúa, lần tái sanh của Phật, có tên là Di Lạc, vân vân, bởi vì chúng ta tin rằng các ngài chưa đến, chúng ta đau khổ và nghĩ rằng không ai chăm sóc chúng ta. Đây là điều sai lầm, Thượng đế lúc nào cũng chăm sóc chúng ta, Thượng đế lúc nào cũng gửi một vài người đến an ủi, dạy dỗ và giải thoát chúng ta, chỉ khi nào mình thành tâm và ao ước được về thiên quốc thì con người vĩ đại này sẽ xuất hiện. Do đó tại Ấn Độ hay ở nhiều nơi khác, người ta nói khi nào đệ tử sẵn sàng, minh sư sẽ xuất hiện. Tôi đã tìm thấy vị minh sư của tôi. Tôi không biết là quý vị đã tìm được vị minh sư của quý vị chưa? Quý vị đã tìm được Chúa Tái Thế, Phật Di Lạc hay Thánh Jehovah chưa? Chưa, còn đang chờ hả? Người Do Thái tin rằng đấng cứu thế chưa đến và họ vẫn còn đang chờ đợi Ngài. Những người Thiên Chúa Giáo tin rằng Ngài trở lại của Chúa chưa xảy ra cho nên họ còn đang đợi. Những tín đồ Phật Giáo tin rằng Đức Phật Di Lạc chưa đến cho nên họ cũng đang chờ những người theo tôn giáo xích cũng cho là từ lúc minh sư na và chính vị kế truyền đến nay không còn minh sư nào nữa cho nên họ tôn thờ những sách vở mà minh sư na đã để lại đặt một ít tiền lên những cuốn sách này và đó là tất cả những niềm tin của họ nhưng làm như vậy để làm chi tôi biết và cũng có nhiều người biết là tình trạng không đến nỗi thất vọng như vậy thượng đế không phải là không từ bi đến thế nghiệt ngã đến nỗi chỉ phái một người đến thế giới này mỗi năm ngàn năm hay hai người trong hàng triệu năm. Điều tệ hại nhất là chúng ta đã bị nhồi sọ, bị giả dạ dỗ là Chúa Giêsu là người duy nhất, trước Ngài không có ai và sau Ngài có thể không còn người nào nữa. Chuyện gì xảy ra cho những người sống trước thời kỳ của Chúa Giêsu, trước thời kỳ của Phật Thích Ca? Có phải tất cả những người đó đã xuống địa ngục vì thượng đế không cho họ có cơ hội để thấy chúa hay phật và rồi chúng ta những người được gọi là sống giữa hai thời gian này cũng không có cơ hội để thấy phật di lạc hay thấy chúa trở lại lần thứ hai nữa sao đây là điều vô cùng thất vọng nếu chúng ta có một ít hiểu biết và suy luận một chút chúng ta không thể chấp nhận điều này đúng vậy chuyện này tôi không thể chấp nhận được đối với tôi chuyện gì cũng phải hợp lý Tôi tin rằng lòng từ bi của Thượng Đế là vô cùng, vô tận, vô biên. Tôi tin rằng dù chúng ta có tội lỗi thế nào chăng nữa, Ngài cũng vẫn thương yêu chúng ta. Và nếu chúng ta than khóc, lúc nào Ngài cũng nghe được. Tôi tin tưởng rằng Thượng Đế lúc nào cũng gửi một vài người đến thế giới này để giúp đỡ chúng ta. Thật vậy, chứ có điều này là hợp lý để chúng ta có thể nói rằng Thượng Đế rất từ bi. Tôi cũng tin rằng Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào khi chúng ta cần đến các ngài. Bây giờ, nếu gặp những bậc thánh nhân như Phật hay Chúa, chúng ta nên làm gì để được lợi ích? Chúng ta có nhiều lựa chọn. Nếu chúng ta tin rằng Ngài là một vị thánh sống, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều sự lợi ích từ vị đó, từ con người vĩ đại của Ngài. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài đã truyền tâm ấn hay rửa tội cho nhiều người Ngài rửa sạch những tội lỗi của họ. Ngài nhận lãnh những tội lỗi nặng nề trồng chất này để họ được giải thoát. Ngài dạy dỗ những môn đồ thân cận như Peter, Simon, vân v, v. 12 vị tông đồ đã theo chân Ngài đi khắp nơi, phương cách để trở thành một vị minh sư. Những vị tông đồ này có khả năng gìn giữ giới luật nghiêm minh và sống cuộc đời đạo đức. Đây là những điều kiện cần yếu để trở thành một vị thầy, để có những đặc tính của một vị minh sư cũng có nhiều người không thể theo được những kỷ luật này nhưng Chúa Giêsu cũng giải thoát cho họ Ngài lại còn nhận một phụ nữ mãi dâm làm tín đồ của Ngài. Tín đồ và môn đồ có sự khác nhau. Môn đồ là những người gần gũi hơn, họ nhận được sự huấn luyện sâu sắc hơn và họ có thể được chỉ định để truyền bá chân lý như Chúa Giêsu đã làm. Còn những người thành tâm là những người tin tưởng Chúa Giêsu và nương dựa vào lòng từ bi của Ngài để được giải thoát sau khi rời bỏ thế giới này. Chúng ta cũng nên biết rằng, ngay cả lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài còn cứu vớt người cuối cùng bên cạnh Ngài. Người này cũng bị đóng đinh như Ngài trên một thập tự giá khác. Chúa Giêsu không truyền tâm ấn, cũng không làm bất cứ lễ nghi hay đụng chạm gì đến người này. Ngài chỉ nói rằng: "Được rồi, ta sẽ ban phép lành cho ngươi, ta sẽ cứu rỗi ngươi." Bởi vì người đó yêu cầu Chúa và có niềm tin tưởng nơi Ngài. Do đó chúng ta có hai cách để nhận được sự lợi ích từ một vị đại minh sư. Chúng ta có thể làm một môn đệ thân cận và nhận sự huấn luyện để có được tính chất của một vị minh sư, hoặc chúng ta làm một tín đồ và được giải thoát nhờ vào lòng từ bi của vị minh sư đó. Tóm lại, có một cách là tự mình luyện tập và chính mình trở thành minh sư, và cách khác là thành tâm tin tưởng vào vị minh sư ấy. Ở Ấn Độ, loại tín đồ với lòng tin nhiệt thành có nhiều hơn loại môn đệ với kỷ luật và huấn luyện chính mình. Nếu chúng ta sang Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người thành tâm mộ đạo như vậy. Bất cứ khi nào họ biết ở đâu có một vị đại minh sư là họ sẽ đổ xô đến để cúng dường bông hoa, trái cây, xoa bóp chân tay vị minh sư đó và thỉnh cầu vài ân huệ. Họ rất khôn ngoan, họ biết rằng trở thành một vị minh sư là điều vô cùng khó khăn cho nên họ chỉ nương nhờ vào lực lượng của vị minh sư để được phước lành và sự giải thoát. Nếu những vị thánh đó chấp nhận sự cúng dường, trái cây, bông hoa và sự xoa bóp, vân vân, thì họ sẽ được cứu rỗi. Mặc dù họ không gìn giữ giới luật một cách hoàn hảo, những vị thánh này cũng sẽ cứu vớt họ do lòng trắc ẩn và lực lượng của các ngài. Cũng giống như vậy, có một lần khi Chúa Giêsu đi truyền giáo, Ngài khát nước và xin một người đàn bà ít nước uống. Sau đó Ngài nói, ta sẽ ban cho ngươi dòng nước đời đời để ngươi không bao giờ khát nữa. Thật ra chúng ta có ba phương cách để được giải thoát. Như tôi đã đề cập đến, cách sùng tín là phương pháp dễ dàng nhất. Mình chỉ cần tin tưởng vào một vị thánh nhân và cầu nguyện ông đó hay bà đó ban phước lành và cứu độ cho mình. Thì khi rời bỏ thế giới này, mình sẽ được giải thoát. Cách thứ hai là mình thọ tâm ấn từ một vị minh sư và tự trở thành một vị minh sư. Dĩ nhiên điều này lý tưởng hơn, bởi vì sau đó mình có thể cứu vớt gia đình mình và những người khác, không phải chỉ riêng mình mà thôi. Con đường này cao thượng hơn và đây là điều thượng đế mong muốn hay vị minh sư muốn chúng ta làm. Khi một người trở thành một vị minh sư, người đó có thể cứu vớt vô số chúng sanh từ thiên đàng đến địa ngục bất cứ ai người đó đều có thể cứu được bất cứ cảnh giới nào người đó cũng có thể đến được do đó việc làm này có nhiều ích lợi hơn không phải vậy sao còn một cách khác cách thứ ba để được cứu rỗi là mình là thân nhân hay bạn bè của một người đã thọ tâm ấn dù mình đã chết rồi nếu mình đã chết đã ở địa ngục và giả sử cháu của cháu của cháu gái của mình được thọ tâm ấn với một vị đại minh sư thì mình sẽ lập tức được tự do về cõi thiên đàng, nếu mình là bạn của một người được thọ tâm ấn thì mình cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ vị minh sư đó. Đây là ba con đường để được giải thoát. Dĩ nhiên, tôi nhấn mạnh đến phương cách tự giữ giới tu hành. Một khi mình đã được tâm ấn và bắt đầu đi trên con đường tự tu tập để hướng về sự tự nhận thức thì rất nhiều thế hệ dòng họ quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng ta cũng sẽ được giải thoát điều này xảy ra bởi vì những thế hệ và họ hàng này đã có sự tương quan với chúng ta qua luật nhân quả có nghĩa là cho và nhận nguyên nhân và hậu quả mà nó đã được kéo dài từ đời này qua đời khác thí dụ mình nợ một người nào đó một số tiền rất lớn và không thể nào trả được món nợ này khi mình còn sống thì mình sẽ phải quay trở lại một hay hai kiếp nữa để làm vợ làm con họ và làm việc rất cực nhọc để phục vụ cho người đó. Bây giờ nếu người đó được giải thoát thì mình không phải trả nợ cho ai nữa và mình cũng có thể ra đi. Một thí dụ khác, giả sử mình là một người bị kết án tù, có nhiều đồng đảng và thuộc hạ đã cùng làm chung công việc với mình trong dự án đánh cướp một ngân hàng. Cho nên khi cảnh sát bắt được mình thì toàn bộ đảng cướp cũng bị bắt bỏ tù vì tất cả có liên hệ với nhau trong vụ cướp ngân hàng. Nhưng giả sử một ngày nào đó Tổng thống hay nhà vua ban lệnh ân xá và tha bỏng người cầm đầu đảng cướp, thì những người đồng đảng khác cũng sẽ được tự do về nhà. Cho nên, trong trường hợp này, nếu mình được tự do, tất cả những họ hàng nhiều đời nhiều kiếp có liên hệ với mình cũng sẽ được tự do, ngay cả bè bạn, vợ chồng hiện giờ của mình cũng được hưởng lợi. Bây giờ tôi đã tiết lộ cho quý vị ba trường hợp có thể xảy ra để giải thoát cho chính mình và cho những người khác tôi cũng muốn nói với quý vị rằng tôi có thể giúp đỡ quý vị hoàn thành ba phương pháp này. Có nghĩa là bảo đảm cho quý vị thiên đàng của Thượng Đế trong đời này và đời sau. Thượng Đế đã ban cho tôi đặc quyền này để phục vụ con cái của Ngài qua phương cách ấy. Đây là lý do tại sao một đệ tử của tôi đã mời tôi đến Ba Tây khi người này đã nhận được sự lợi ích và muốn rằng những người khác cũng có được lợi ích nếu họ có cơ hội. Cho nên bây giờ cơ hội này được trao cho quý vị, nếu quý vị nhận nó. Bây giờ tôi đã giảng xong và nếu quý vị có câu hỏi xin đừng e ngại. Sáng nay tôi đã trả lời những câu hỏi còn sót lại ngày hôm qua. Nhưng khi đem đi in lại thì tiệm in lại đóng cửa. Thành ra đó không phải là lỗi của tôi. Tôi hết lòng vì quý vị, nhưng tiệm in đâu cần biết đến điều này. Họ đóng cửa bữa nay tôi có thể làm việc suốt đêm không ngủ nếu công việc cần gấp. Nhưng đôi lúc tôi cần đến dụng cụ khác và nó lại không có để dùng. Khi đi Hoàng Pháp, chúng tôi không mang theo tất cả mọi thứ cần dùng. Đôi khi các đệ tử có tất cả vật dụng, nhưng đôi khi không phải mọi người đều có hết. Tôi xin lỗi và quý vị có thể hỏi lại những câu hỏi ngày hôm nay nếu quý vị nghĩ là nó cần thiết cho quý vị. Nhưng tôi nghĩ rằng hầu hết những câu hỏi đó đã được trả lời cho quý vị từ nội tâm. Không phải vậy sao? Quý tín giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại Ba Tây vào ngày 17 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Thời đại nào cũng có đấng cứu thế. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển tám